Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ học bài Skill 1 Unit 7 tiếng Anh lớp 9 thí điểm. Thì như thường lệ ở cái phần này chúng ta có một số từ vựng sau. Raw food. Danh từ đồ ăn sống. Significant. Tính từ quan trọng. Component. Danh từ thành phần. Balanced. Tính từ cân bằng. Diet. Danh từ chế độ ăn uống. Longevity. Danh từ tuổi thọ. Consist of. Động từ gồm có, bao gồm. Pickles. Danh từ dưa muối, đồ ngâm chua. Typical. Tính từ điển hình. Flour. Danh từ hương vị. Staple. Danh từ yếu tố chính, vật liệu chính hay gọi là lương thực chính. Nutritious. Tính từ giàu dinh dưỡng. Portion. Danh từ khẩu phần. Individually. Trạng từ riêng lẻ hay còn gọi là cá nhân. Characteristic. Danh từ đặc điểm, đặc tính. Horseradish. Danh từ cải ngựa. Vinegared. Tính từ giấm. Ginger. Danh từ gừng. Arrangement. Danh từ sự sắp xếp. Feature. Danh từ đặc điểm đặc trưng hoặc là tính năng, đặc tính. Competition. Danh từ cuộc thi. Competitor. Danh từ đối thủ. One. Work in pairs. Answer the question. Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi sau. One. What can you see in each picture? Hãy nhìn vào bức tranh. Bạn thấy gì trong mỗi bức tranh? Thì ở bức tranh A thì mình có thể nhìn thấy những loại sushi khác nhau. Ở bức tranh B thì mình thấy super miso. Ở bức tranh C thì mình thấy một tô cơm. Và bức tranh D là mình thấy một vài lát dưa leo đã được cắt lát. Hoặc là dưa muối. 2. Have you ever tried this in the picture? If so, how did you try them? Bạn đã bao giờ thưởng thức các món như trong hình chưa? Nếu có, bạn đã thưởng thức món đó ăn đó trong hoàn cảnh nào? Thì bạn chưa thưởng thức thì bạn nói là I have never tried this. 2. Now, read the article about Germany eating habits. Must headings 1 to 3 with the paragraph A to C. Bây giờ hãy đọc các bài báo về thói quen của người Nhật. Nối các tiêu đề từ 1 đến 3 với các đoạn băng từ A đến C. Nghệ thuật sắp xếp các món ăn. Câu số 2 là thói quen ăn những cái đồ thực phẩm sống và nước sốt nguyên chất. Câu số 3 là các thành phần trong bữa ăn điển hình của người Nhật. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau dịch ba cái đoạn này ra và tìm ra cái tiêu đề phù hợp cho ba đoạn. Ở cái đoạn A là điển hình một bữa cơm của người Nhật bao gồm cơm, canh miso, món ăn chính và dưa cải muối. Cơm là thành phần chính và nó đóng vai trò trung tâm trong thói quen ăn uống của mọi người. Cơm của người Nhật thì dẻo và nhiều dinh dưỡng. Vì vậy khi kết hợp với các món ăn chính và canh thì chúng tạo nên một món ăn hoàn chỉnh. Khẩu phần của mỗi món ăn được phục vụ theo sở thích của cá nhân. Cái đoạn B là đặc điểm quan trọng nhất trong thói quen ăn uống của họ là họ thích ăn đồ sống và không sử dụng nước chấm với hương vị mạnh. Hai ví dụ điển hình đó là sashimi và sushi. Người Nhật làm sashimi đơn giản bằng cách là cắt cá tươi. Sau đó họ dùng kèm nó với nước chấm nhúng được làm từ nước tương và cải ngựa Nhật cay wasabi. Sushi cũng tương tự như vậy. Cơm được nấu ngâm giấm có thể được kết hợp với cá sống
tôm, bơ, dưa leo hoặc trứng. Sushi thường được dùng kèm với nước tương và gừng muối chua. Ở đoạn C thì người ta nói rằng người Nhật ăn bằng mắt. Vì vậy, việc sắp xếp các món ăn là một nét đặc trưng quan trọng khác trong thói quen ăn uống của họ. Nếu bạn tham gia vào một bữa ăn của người Nhật, bạn có thể thấy thích thú khi các món ăn đầy màu sắc được sắp xếp theo kiểu truyền thống. Thêm vào đó, có những chiếc dĩa và những chiếc bát với những kích cỡ và thiết kế khác nhau. Chúng được trình bày một cách cẩn thận để kết hợp với món ăn mà chúng mang đến. Vậy thì cái tiêu đề thì chúng ta sau khi dịch thì chúng ta đã tìm được tiêu đề của bài A sẽ được nối với đoạn thứ thứ câu cung bài A sẽ nối với câu 3. Bài B thì sẽ nối với câu số 2 và bài C sẽ được nối với câu số 1. 3. Read the article again and answer the question. Đọc lại bài viết một lần nữa và trả lời các câu hỏi sau. Ở câu thứ nhất, người ta hỏi là đặc trưng quan trọng nhất trong thói quen ăn uống của người Nhật đó là gì? Thì theo như trong bài dịch thì chúng ta tìm thấy là họ thích ăn thực phẩm sống và không dùng với nước chấm với hương vị quá mạnh. Câu số 2, họ làm món sashimi như thế nào? Thì họ cắt cá tươi. Ở câu số 3, nước sốt nào được dùng với cả món sashimi và sushi? Thì cả hai đều được dùng với nước tương. Ở câu số 4 là có bao nhiêu thành phần trong bữa ăn điển hình của người Nhật? Thì trong bài dịch có nói là có 4 món là cơm, canh miso, các món chính và dưa muối. Ở câu số 5 là cơm quan trọng trong bữa ăn của nhà người Nhật như thế nào? Thì cơm chính là thành phần chính và rất là nhiều chất dinh dưỡng. Ở câu số 6, tại sao người ta nói rằng người Nhật ăn bằng mắt? Bởi vì những món ăn họ được trình bày trong những chiếc dĩa và những chiếc bát và được sắp xếp cẩn thận theo phong cách truyền thống. 4. Works in crops. Because eating habits of Vietnamese people, you can use the following question as cues. Làm việc theo nhóm, thảo luận về các thói quen ăn của người Việt Nam. Bạn có thể sử dụng các câu hỏi bên dưới để làm gợi ý. 1. Đặc trưng quan trọng nhất trong thói quen ăn của người Việt Nam đó là gì? Thì người Việt Nam thường có một bữa ăn tối lớn với lại 3 hoặc là 4 món ăn. Họ thường sử dụng những loại nước chấm khác nhau cho mỗi món ăn. Câu số 2 là thành phần trong bữa ăn điển hình của người Việt Nam đó là gì? Thành phần trong bữa ăn điển hình của người Việt Nam đó thường là cơm, thịt. Ở đây thịt có thịt bò hoặc là thịt heo. Ngoài ra là chúng ta có rau, canh và nước mắm. Câu số 3, món gì là thành phần chính? Thì cơm là thành phần chính ở quốc gia chúng tôi. Câu số 4, các món ăn được sắp xếp như thế nào? Ở Việt Nam thì các món ăn được sắp xếp rất là đơn giản. Ở câu số 5, có những đặc điểm nào khác trong thói quen ăn của người Việt mà bạn biết? Đặc điểm khác mà trong thói quen ăn uống mà tôi biết đó là nước mắm, nước chấm. Đó là một món ăn không thể thiếu được trong các bữa ăn của người Việt Nam. Câu số 6 thì nhìn chung thì có phải người Việt Nam có thói quen ăn uống tốt cho sức khỏe không? Thì câu này trả lời là có. Vì chúng tôi ăn rất là nhiều rau xanh và trái cây tươi. 5. In my last you check but in an international competition in which competitor talk about the eating habits of their own country. Present your group's idea about Vietnamese eating habits. Tưởng tượng rằng bạn tham gia vào một cuộc thi quốc tế, trong đó các đối thủ nói về các thói quen ăn uống của đất nước họ.
hãy trình bày ý tưởng của nhóm bạn về thói quen ẩm thực của người Việt Nam. Người Việt Nam thích những thức ăn tươi và họ thường sử dụng những thành phần tươi trong nấu ăn truyền thống của họ, chẳng hạn như là rau xanh, dầu, các loại gia vị khác nhau. Thành phần điển hình chính là cơm, thịt, thịt ở đây là thịt bò hoặc là thịt heo, cá, canh và đặc biệt là nước chấm. Nước chấm chính là một thành phần không thể thiếu trong các bữa ăn của người Việt Nam. Người Việt Nam sử dụng đũa và chén để ăn. Cơm là thành phần chính trong bữa ăn. Hầu hết những người Việt Nam thì thích nói chuyện trong suốt bữa ăn. Họ ăn 3 lần một ngày, vào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Họ cũng ăn rất là nhiều trái cây tươi. Nói chung, thức ăn của người Việt Nam thì xem như là khỏe mạnh và nó phổ biến ở những quốc gia khác. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video khác. Các em nhớ đón xem và đăng ký kênh YouTube Lớp Anh Cô Liên nhé. Cảm ơn các em rất nhiều.